Nhà bể nợ giảm giá sâu đến 400 triệu, mua một căn nhà, tặng thêm một căn nhà luôn nha cô chú anh chị. Ở đây là xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem một căn nhà với tổng diện tích rất là rộng luôn. Ngang là 11.5 và sâu vô 35m, tổng cộng mình có là 400m2. Trong đó mình có là 200m2 là thổ cư. Thì đường trước nhà của mình là đường xe hơi nha cô chú anh chị. À, cách đường nhựa lớn của mình chỉ khoảng là 50m. Thì đường trước nhà của mình là cũng là đường xe hơi luôn nha cô chú anh chị. Thì từ mấy tay em chỉ mà là mình đi qua bên trái của mình là 11.5m và sâu vô là 35m, tổng cộng mình có 400m2, trong đó mình có 200m2 là thổ cư. Thì đường trước nhà của mình là đường thông nha cô chú anh chị. Thì chủ bán cho mình một căn nhà cấp 4 ở đây thì rất là rộng luôn, và bên trái của mình là được một căn nữa, là chạy như là hai căn nhà luôn nha cô chú anh chị. Thì nhà của mình thì chủ cũng đã đóng la phong ốp gạch rất là sạch sẽ luôn, khu dân cư thì rất đông đúc. Thì đó, bên đây trái của mình chỗ em chỉ đó là cũng có một căn nhà luôn, thì chủ tặng cho mình căn đó luôn. Thì giá rất là rẻ luôn. Nhà mình thì có hành lang L nên rất là rộng rãi luôn. Thì em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem từ từ nha. Thì nhà mình thì có tới là 4 phòng ngủ và một phòng khách, và một nhà sau cũng rất là rộng luôn. Ở đây mình có một phòng thờ, phòng khách ở đây cũng rất là rộng. Chủ cũng đã ốp gạch đóng tầng la phong cho mình. Thì nhà mình thì cũng hơi cũ nha cô chú anh chị, về có thể mình sơn lại nha, là thành như nhà mới thôi. Tại nhà này cũng mới cất, tại vì thấy ê hề, tại vì không có ai dọn anh chị, nên căn nhà mình nhìn thấy rất là dơ luôn. Thì đây là căn phòng ngủ thứ nhất của mình, tổng cộng mình có là 4 căn phòng ngủ. Thì ở đây mình cách khu công nghiệp Tân Hương của mình chỉ khoảng là 900m, và cách quốc lộ 1A mình chỉ khoảng là 500m, và cách thị trấn Tân Hiệp mình chỉ khoảng là 2km. Thành phố Mỹ Tho cô chú anh chị về đây chỉ khoảng là 10km, và cách thành phố Hồ Chí Minh về đây chỉ khoảng là 60km, và xe hơi 7 chỗ mình về được tới nhà nha cô chú anh chị. Thì nhà mình cũng rất là rộng luôn, tại nhà mình có hành lang L nên diện tích xây dựng rất là lớn luôn. Hai căn liền kề nha cô chú anh chị. Một lát em sẽ quay cho cô chú mình xem căn nhà kế bên. Ở đây là nhà sau của mình rất là rộng luôn, nhưng nhà sau thì chủ cũng đã ốp gạch nhưng chưa có sơn nha. Thì phòng vệ sinh của mình là có hai phòng vệ sinh nằm ở trong nhà sau của mình luôn. Thì khu ở đây là khu dân cư rất là đông đúc luôn, tại vì mình cặp vách với khu nghiệp Tân Hương của mình thì nên dân cư ở đây sống rất là đông. Thì khu vực sau của mình ở đây còn một phần đất rất là rộng luôn, khoảng 70-80m2 luôn nha cô chú anh chị. Thì cái bờ tường chỗ em chỉ đó là bên kia là của khu nghiệp Tân Hương nha cô chú anh chị. Thì cái ganh của mình á, thì từ cái mấy tường chỗ mấy tay em chỉ đó, cái ganh mình nằm ở cái đường đan này nè, mình còn khoảng là 1m2 nha. Còn bên kia là bên trái là của người ta. Đây chỗ em chỉ đó, cái chỗ cái tay em chỉ đó là cái ganh của mình là khoảng 1m2. Thì dân cư ở đây sống rất là đông đúc, tại vì ở đây là khu công nghiệp. Ở đây cô chú anh chị thấy bằng mắt cũng, đây là kế bên mình là có một dãy phòng trọ luôn. Thì nhà mình chủ cũng làm cái nhà tiền chế nên nhà mình rất là mát luôn nha. Cũng hơi bị dơ chút nha cô chú anh chị, tại vì nhà không ai quét dọn gì hết á. Thì kế bên mình thì có một căn nhà cấp 4 luôn nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì chủ tặng cho mình căn này luôn. Thì cô chú anh chị nào có con cái thì mình có thể mình cho ra riêng ở phần bên này được nha. Thì khuôn viên ở ngoài sau của mình còn phần đất rất là rộng luôn, thì mình có thể mình chăn nuôi cũng được nha. Thì ở đây mình cũng có phòng vệ sinh ở ngoài. Thì ở ngoài sau này anh chị có thể mình chăn nuôi vẫn được nha. Thì nhà mình thì cũng rất là rộng, tại hai căn liền kề luôn, tổng diện tích đất hết là tới 400m2 luôn. Thì ở khu vực sau này còn khoảng là 80m2 luôn, thì cô chú anh chị mình có thể mình chăn nuôi vẫn được nha. Em xin nhắc vị trí căn nhà của mình. Nhà mình là xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là ngang là 11.5 và sâu vô 35, tổng cộng mình có là 400m2, trong đó mình có là 200m2 là thổ cư, và giá chủ kêu là 1,6 tỷ nha cô chú anh chị. Thì lúc trước chủ kêu tới là 2 tỷ, hôm nay chủ giảm cho mình là 400 triệu luôn, cần bán nhanh đó cô chú anh chị, nên hôm nay chỉ còn là 1,6 tỷ, và chủ bao giấy tờ và sổ hồng đã có riêng nha. Thì dân cư ở đây sống với nhau thì san sát, ở đây gần trường học, gần chợ, gần quốc lộ 1A, gần khu nghiệp Tân Hương nên rất thuận tiện cho cô chú anh chị mình về đây sinh sống. Bán kính chỉ có là 500m thôi, mình có trường học, mình có chợ đầy đủ, thì đường trước nhà là đường thông luôn nha. Em xin kết thúc video em tại đây ạ.